Kính thưa toàn thể quý vị, tôi rất hân hạnh được đứng trước kinh đỉnh ở đây. Những người Việt Nam xa quê hương nhưng chưa bao giờ quên quê hương. Chúng ta mang ngọn lửa trong trái tim đến đây để thắp sáng ngọn lửa đấu tranh tại quốc nội. Chúng ta cùng hướng về quê hương vẫn còn chìm trong đêm tối. Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế. Không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn, lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị. Và chúng ta, mỗi người sẽ góp một ngọn lửa. Chúng ta muốn làm một ngọn viên gạch lót đường cho công cuộc quang phục quê hương Việt Nam. Muốn làm một cánh én tạo một mùa xuân cho quê hương. Mong một ngày chế độ như vần thơ của Nguyễn Chí Thiện, kèn tự do đã thắng muôn nơi, khai mạc bình minh khôi phục cuộc đời. Ôi tôi sống và tôi chờ đợi ngày chiêu chiêu trái tim tung nổ ngang trời, ngày ngọn cờ đỏ bão tàn phải hạ xuống trên quê hương, và ngọn cờ vàng của chính nghĩa, biểu tượng của lý tưởng tự do, phải tung bay trên cổ thành Quảng Trị, trên thành phố Hà Nội, Sài Gòn và mọi vùng trời đất nước trong những niềm hy vọng đó. Trong những niềm hy vọng đó, trân trọng quý vị cùng đứng lên nghiêm chỉnh trong phần chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ chúng ta mang trong trái tim. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. And the rockets regret.
các tiền nhân trong dòng lịch sử kiêu hùng của dân tộc Việt, các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ tự do tại miền Nam. Hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do trên biển khơi và các nẻo đường tị nạn. Hàng triệu nạn nhân cộng sản tại khắp hai miền Nam Bắc. Các chiến sĩ đã bỏ mình trong trại cải tạo. Các tù nhân lương tâm, các nhà tranh đấu cho nhân quyền đã bỏ mình tại quê hương Việt Nam và cầu nguyện cho cuộc tranh đấu cho nhân quyền và bảo vệ chủ quyền đất nước vẫn còn đang tiếp tục trên quê hương ta. Phút mặc niệm và cầu nguyện bắt đầu. Chấm dứt, xin kính mời quý vị an toàn. Kính quý vị, nếu như chúng ta theo dõi tin tức thời sự thì gần đây cả thế giới phải bàng hoàng rúng động về thảm kịch 39 người trẻ Việt Nam bị chết trong xe thùng đông lạnh trên đường nhập cư lậu vào nước Anh. Họ đều đến từ hai tỉnh miền Trung, Nghệ An và Hà Tĩnh, là những nơi đã gánh chịu thảm họa môi trường Formosa, khiến chúng ta phải đặt câu hỏi là đã hơn 40 năm yên tiếng súng, thế mà tại sao người Việt trong nước bất kể giàu nghèo đều muốn bỏ nước ra đi? Chúng ta cũng biết, thực tế là dưới xã hội chủ nghĩa cộng sản thì Việt Nam ngày nay là một trong những nước nghèo đói lạc hậu nhất khu vực. Môi trường thì ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt, nền văn hóa và giáo dục đã bị phá sản, suy đồi tới tận gốc rễ, và đất nước đang trên bờ vực trở thành thuộc địa của Trung Cộng. Trước nguy cơ mất nước đó, kính thưa quý vị, xin chúng ta là những người Việt hải ngoại còn quan tâm đến vận mệnh đất nước, hãy góp một bàn tay, không những là yểm trợ về tinh thần mà rất cụ thể đóng góp tài chính cho công cuộc đấu tranh tại quê nhà. Quý vị có thể đóng góp bằng cách mua vé số, mỗi vé chỉ giá $2 với các giải thưởng giá trị, và tại mỗi bàn chúng tôi cũng có đặt một phiếu đóng góp, quý vị có thể viết check để đóng góp cho quỹ yểm trợ nhân quyền. Xin quý vị mở lòng mở tâm, dù ít dù nhiều, để tiếp sức cho công cuộc đấu tranh tại quê nhà. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được xướng danh một số quý vị ân nhân đã đóng góp cho quỹ yểm trợ nhân quyền. Trước khi xướng danh quý vị ân nhân thì chúng tôi xin được xướng danh một số quan khách. Ban tổ chức rất là cảm tạ sự hiện diện của mỗi người chúng ta nơi đây, nói lên tấm lòng của chúng ta đối với quê hương. Và xin mời bác sĩ Trần Việt Cường có thể bắt đầu xướng danh. Kính thưa quý vị, đêm nhân quyền hôm nay mang khí thế của hội nghị diên hồng, và mỗi quý vị hiện diện là một tiếng nói tranh đấu cho quê hương Việt Nam. Và riêng sự hiện diện của quý vị sẽ được chuyển đi khắp nơi qua các cơ quan truyền thông. Và sự hiện diện đó là một ngọn lửa đấu tranh cho quê hương. Và tôi thấy tất cả những quý vị trong danh sách này đều phải, chúng ta phải vỗ tay cả. Nhưng mà để cho những quý vị cao niên đỡ mỏi tay thì xin quý vị sẽ vỗ tay sau khi đã đọc hết danh sách
Mặc dù đây chúng tôi thấy có rất nhiều thành phần trẻ. Xin trân trọng giới thiệu, chúng ta rất hân hạnh có linh mục Nguyễn Văn Phải, dòng Chúa Cứu Thế cũng là keynote speaker hôm nay. Chúng ta có sự đồng hành của thị trưởng Hạ Đức Trí, thị trưởng của thành phố Westminster. Các sự nhân chúng Nguyễn Mạnh Trí, ủy viên thành phố. Luật sư Nguyễn Quốc Lâm, ủy viên giáo dục học khu. Và ông cũng là chủ tịch hội đồng giáo dục học khu Carrigo. Chúng ta cũng có sự hiện diện của anh Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch ngoại vụ cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Ông Phan Kỳ Nhân, chủ tịch ủy ban chống cây cây sai cộng sản Nam Hồ. Đây là sự kiện Trang, một cụ tù nhân lương tâm. Văn phòng điều hành phong trào casino tại Orange County. Ông John Hòa đến từ New Orleans, chủ tịch hội đòi công lý cho nạn nhân Phố Hồ Sạc. Một vị khách đến từ rất xa để thắp sáng ngọn lửa đấu tranh của nhân viên. Xin cảm ơn công John Hòa. Ông và bác sĩ Trần Văn Cảo, giám đốc chính sự và ban chủ trương lâm sàng diễn đàn giáo dân. Xin giới thiệu kỹ sư tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng và ban điều hành mạng lưới nhân viên Việt Nam hiện diện ở đây. Và xin chào đón giáo sư và bà Đỗ Anh Tài thuộc ban điều hành phong trào giáo dân Việt Nam. Giáo sư và bà Dương Đại Hải bình luận ra. Giáo sư và bà Nguyễn Thiên Cường là một nhân sĩ của cộng đồng. Ông Phan Đại Nam thuộc đài SETN và SET. Chúng tôi rất trân trọng những quý vị truyền thông ở đây. Chính quý vị sẽ đóng vai trò chuyển từ hướng dẫn dư luận và đóng một phần rất quan trọng trong cuộc cuộc giải phóng quê hương. Cảm ơn quý vị truyền thanh hiện diện rất đông. Bác sĩ và phu nhân Francis Nguyên Phú. Cô ta phong tần cựu tù nhân lương tâm. Bác sĩ là bà Bùi Đắc Lộc. Anh David thuộc đài Sài Gòn TV. Luật sư Norman và bà Chi Hansen. Anh Paul Anh Nguyễn, chủ tịch cộng đồng người Việt tại Hawaii, một người nữa từ rất xa đến đây với chúng ta, xin cảm ơn. Và chúng ta có sự hỗ trợ của các chuyên viên truyền thông kỹ thuật số cô Tâm An. Và xin nói này là chiếc áo dài của chúng đang mặc là cô Tâm An là một người trẻ rất tha thiết với người thường, cảm ơn cô. Xin cảm ơn chị Tâm An đã chọn chiếc áo dài này. Có hai vị ông Nguyễn Đức Tiến và Đo Nguyễn thuộc hội lực lượng đặc biệt. Chúng ta có sự hiện diện của phóng viên Thanh Phong của Việt báo. Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng có mặt ở đây, giáo sư Đoàn Ngọc Đàm. Hội cựu giáo chức Gia Lâm. Liên Diêu Cộng đoàn Anaheim. Cộng đoàn Chúa Kitô. Cộng đoàn Hilton Beach. Cộng đoàn La Vang. Cộng đoàn Orange. Cộng đoàn St. Barbara. Công ty An Lạc và nhóm thân hữu của MC Bích Trâm. Một người MP rất chuyên giám cho cộng đồng các cộng tác với đơn nhân quyền trong hai năm nay. Xin cảm ơn đồng chí Bích Trâm. Và xin cảm tạ sự hiện diện của tất cả quý vị ân nhân thân hữu của quý vị kiểm trọng nhân quyền. Mỗi quý vị ở đây là một vị khách ân nhân của chúng tôi và của đồng bào và tuổi trẻ Việt Nam đang tranh đấu tại quê nhà. Cuộc tranh đấu tại quê nhà không thể đơn độc, không phương hải ngoại, không thể mỏi mệt. Cảm ơn toàn thể quý vị. Sự hiện diện rất đông đảo, một hào khí, một hội nghị diễn hồng, một niềm hy vọng cho quê hương Việt Nam. Cảm ơn toàn thể quý vị. Và chúng tôi cũng là xin chào đón sự hiện diện của chị Francis Nguyễn Thế Thủy thuộc học khu Westminster. Thưa quý vị, trước khi tôi bước chân giới thiệu diễn giả đầu tiên, tôi xin nói là đêm nhân quyền hôm nay có hai mục đích. Thứ nhất là thắp sáng ngọn lửa đấu tranh tại quốc đội và nuôi dưỡng ngọn lửa trong tâm hồn những người Việt Nam tại hải ngoại. Thứ hai là điểm trợ cuộc đấu tranh tại quê nhà. Tôi còn nhớ cô Nguyễn Thị Minh Hằng nói rằng mặc dù bị cộng sản Việt Giao làm nhục nhưng cô vẫn cảm thấy yên tâm vì biết tại hải ngoại có những người đang nhớ đến và hiểu trợ. Sự hiểu trợ của quý vị có hai mục đích, vật chất cũng như tinh thần. Không những vật chất thực tế cho những người bị thiếu thốn, giá trị tinh thần rất quan trọng vì hải ngoại không quên quốc độ. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta có sự hiện diện của
Và ngay bây giờ xin giới thiệu lời phát biểu của người đại diện cho ban tổ chức. Ông là cựu chủ tịch Cộng đồng Công giáo Việt Nam, giáo hội Orange, cũng là chủ nhiệm Trung Nguyệt Sang diễn đàn giáo dân. Ông là một người hoạt động rất tích cực cho cộng đồng để mà kiểm trợ cho các tù nhân lương tâm, cũng là hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh và cho quốc gia dân chủ cho quê hương Việt Nam. Xin mời ông Nguyễn Văn Liên. Kính thưa cha Nguyễn Văn Thảo, quý vị quan khách cùng toàn thể quý vị, chúng tôi hân hoan chào mừng toàn thể quý vị đến tham dự đêm nhân quyền hôm nay do quỹ yểm trợ tù nhân lương tâm tranh đấu cho tự do nhân quyền tại Việt Nam tổ chức. Mọi người Việt đều hiểu rằng muốn cho đất nước được thăng tiến, phát triển và đặc biệt thoát cách nô lệ của kẻ thù phương Bắc một lần nữa, chỉ có cách duy nhất là đi theo con đường tự do dân chủ. Lượt qua tình hình tại Á Châu, chúng ta so sánh một cách khái quát giữa Hồng Kông và Việt Nam. Hồng Kông có lợi hơn ta vì người dân được sống cái không khí dân chủ của người Tây Phương hàng trăm năm trước, nên khi bị áp bức, hàng triệu người sẵn sàng xuống đường như chúng ta thấy từ mấy tháng vừa qua. Nhưng người Hồng Kông không có những nét sâu sắc về nguồn cội như người Việt Nam, một dân tộc mà dòng giống đã được kết tụ trải nghiệm qua một chiều dài lịch sử nhục vinh hàng ngàn năm. Với ý chí kiên cường bất khuất, biến cố hàng triệu người xuống đường chống luật đặc khu tại khắp các tỉnh thành hồi tháng 6 năm ngoái là một điển hình. Lòng yêu nước của người Việt Nam có sức mạnh phá đổ tất cả những thành trì của kẻ xâm lược, quét sạch quân thù khỏi biên cương. Điều này kẻ thù phương Bắc đã có kinh nghiệm đớn đau nhiều lần trong hàng ngàn năm qua. Nhìn về quê hương trong hoàn cảnh hiện tại, với những kẻ cầm quyền trong vai thái thú, chúng ta phải làm gấp hai lần tiền nhân vì thù trong giặc ngoài. Nhưng với ý chí sắt đá, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng quân thù. Lộ trình dân chủ của một dân tộc không phải tự nhiên mà có, nó đòi hỏi sự dấn thân can đảm, hy sinh và ý chí kiên cường của nhiều người, từ những vị có tri thức đến quảng đại quần chúng. Trong những năm tháng vừa qua, cho dù bị bắt bớ tù đầy, nhưng nhiều nhân sĩ, nhiều người đã can đảm lên tiếng nói đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Hôm nay chúng ta nhớ đến và muốn trao cho họ một bông hồng của yêu thương và tri ân. Ước mong những đòi hỏi cho nhân quyền nở rộ khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Chúng ta cũng muốn gửi một thông điệp cho tất cả những người đang tranh đấu cho một Việt Nam độc lập tự do, rằng người Việt hải ngoại luôn đồng hành với họ trên con đường chông gai gian khổ.
nhưng tin rằng sẽ đạt được tới chiến thắng vinh quang mà dân tộc sẽ bước tới trong một tương lai không xa. Tôi chào, kính chào quý vị. Thưa quý vị, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều những phiếu yểm trợ của toàn thể quý vị. Và chúng tôi xin được nêu danh. Chúng tôi xin được nêu danh một số quý vị. Và sự nêu danh này, thưa quý vị, không có mục đích phân minh cá nhân. Nó có hai mục đích. Mỗi sự yểm trợ lần ngọn lửa thắp sáng mọi người đấu tranh. Đó là lý do tại sao chúng tôi nêu danh. Khi mà ban truyền thông cho thấy những cái danh sách rất dài quý vị tại hải ngoại đóng góp, không những đóng góp về tài chính mà đóng góp ngọn lửa đấu tranh. Và thứ hai cũng là một cái gây một cái không khí để chúng ta tiếp tục chuẩn trợ. Vâng, danh sách bắt đầu với ông bà Trần Quang Tuyến tặng $200. Ông Greg Linh Nguyễn $300. Ông bà Nguyễn Tử Quý tặng $1,000. Ông bà Nhật Đoàn $200. Ông bà bác sĩ Nguyễn Việt Hùng tặng $100. Và Nguyễn Xuân Vinh $200. Ông bà Nguyễn Văn Chuyên tặng $1,000. Ông bà Hành Quan $100. Ông bà Phạm Văn Quỳnh tặng $100. Con bà Phương Nguyễn $100. Ông bà bác sĩ Nguyễn Việt Hùng tặng $100. Con Nguyễn $100. Ông bà Lê Tinh Thông tặng $200. Ông bà Sam Bạch tặng $100. Ông bà Cao Viết Lợi tặng $200. Ông An Đi Phạm $100. Bác sĩ Vĩnh Thừa $500. Và Tiến Quỳnh $200. Ông bà Nguyễn Thái Sơn tặng $100. Ông bà Hen Đỗ $160. Các thành viên hội đồng quản trị cơ sở Hy Vọng tặng $2,800. Bác sĩ Nguyễn Văn Quang $300. Ông bà bác sĩ Trần Việt Cường tặng $1,000. Và Kê Sa La $120. Và phần quà này rất là đặc biệt, thưa quý vị. Ông bà Phạm Bá Khát tặng 55 chai rượu. Cho buổi này với bàn một chén. Công tác tặng rượu là có lý do. Để khi quý vị ký kết 50 nó thành 500. Và thưa quý vị, danh sách còn rất dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục được update. Bây giờ là một ca khúc rất đặc biệt của một ban nhạc rất đặc biệt, lấy tên là ban tù ca. Nguyễn Tất Kiên nói, nếu một ngày mai tôi phải vào tù, tôi sẽ vào nhà tù cộng sản. Ở đó, họ giam giữ tự do, giam giữ những trái tim hồng, tha thiết sống. Ở tù cộng sản là một vinh danh. Chính vì vậy, ban tù ca Xuân Điểm trong nhiều thập niên đã phục vụ cho những công tác, cho quê hương. Hôm nay họ sẽ đến để đốt ngọn lửa trong tâm hồn chúng ta và ngọn lửa tại quê nhà. Trên trạng giới thiệu với quý vị, nhạc phẩm ngọn lửa thiêng của Xuân Điểm cho ban tù ca Xuân Điểm. Thank you.
Trước khi đi cùng chương trình tiếp tục, chúng tôi biết quý vị đã chờ rất lâu, nhiều vị đến rất đúng giờ. Nhưng mà nhà hàng cho biết là sẽ chờ cửa hàng sau phần phát biểu của giáo sư Nghi Thị Tâm trong một phát biểu rất là ngắn gọn. Chúng tôi biết là quý vị chờ đi lâu, nhưng mà bí quyết để mà ăn ngon tức là ăn thức gói. Xin rất nhanh cập nhật danh sách của quý vị ân nhân. Ông Nguyễn Thanh Quyền $110. Dược sĩ Trần Ngọc Hoàng $100. Ông Thuê Nguyễn $100. Dược sĩ Trần Việt Hùng $100. Bà Hồng Sa Trịnh $100. Dược sư Nguyễn Quốc Lân $250. Bà Phạm Thị Huyền $100. Ông ủy viên thành phố Westminster Nguyễn Mạnh Chí $200. Ông Kim Ngô $100. Rất đặc biệt là vị thị trưởng người Việt Nam đầu tiên và Nguyễn Chí có mặt ở đây tặng cho quỹ nhân quyền $100. Xin cảm ơn. Ông Đề Đức Nguyễn $160. Và ông Paul Hành Nguyễn đến từ rất xa cũng tặng chúng ta $100. Xin cảm ơn. Ông bà Hương xin Nguyễn $100. Chúng tôi sẽ xin tiếp tục được cập nhật sau. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây Nguyễn Trang xin giới thiệu phần phát biểu của giáo sư Lê Tinh Thông. Để mà giáo sư Lê Tinh Thông là trưởng ban điều hành của quỹ điểm trợ nhân quyền, để mà trình bày cho quý vị về thành quả cũng như là quỹ nhân quyền, quỹ điểm trợ nhân quyền điều hành được ra sao. Và xin mời giáo sư Lê Thị Thông. Xin quý vị vỗ tay để chào đón giáo sư Lê Thị Thông, trưởng khối điều hành, trưởng khối điều trợ. Kính thưa cha Nguyễn Văn Khải, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa ông thị trưởng, đại đức trí và các nghị viên thành phố Westminster, kính thưa bác sĩ Francis Nguyễn và bác sĩ Francis Lee và tất cả các quan khách cùng quý đồng hương thân mến. Quỹ yểm trợ tù nhân lương tâm cũng được gọi là quỹ nhân quyền, hoạt động theo đúng quy định của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ và tiểu bang California đối với các hội đoàn bất vụ lợi. Mọi chi thu đều có sổ sách rõ ràng và dưới sự kiểm soát chặt chẽ của hội đồng quản trị. Nguồn thu chính của quỹ nhân quyền là do đồng hương khắp nơi đóng góp và do đêm đi quỹ nhân quyền tổ chức một năm một lần như đêm nay. Trong năm qua, quỹ yểm trợ nhân quyền đã chi 63.791.000 cho những mục tiêu sau đây. Thứ nhất, giúp đỡ các tù nhân lương tâm và gia đình để đi thăm nuôi. Yểm trợ các hội đoàn xã hội dân sự hoạt động phát triển nhân quyền. Thứ ba, hỗ trợ phương tiện truyền thông tranh đấu cho nhân quyền. Chi phí điều hành quỹ nhân quyền do hội đồng quản trị tự túc, không lấy từ nguồn tài chính do đồng hương đóng góp. Người trực tiếp trách nhiệm về tài chính với Sở Thuế Liên bang Hoa Kỳ của cơ sở Hy Vọng sẵn sàng giải đáp mọi nghi vấn thắc mắc của quý đồng hương. Chúng tôi hân hoan đón nhận những ý kiến và những lời khích lệ của quý đồng hương giúp quỹ nhân quyền ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Nhờ vậy, dân tộc Việt Nam của chúng ta mới sớm có tự do, dân chủ, dân quyền để tái xây dựng đất nước cường thịnh, thoát khỏi nô lệ tàu cộng và đem lại ấm no hạnh phúc cho toàn dân. Chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ưu ái và rộng lượng tiếp tay với chúng tôi trong công tác nhân ái này. Chân thành cảm ơn quý đồng hương thân mến. Nhà hàng có thể bắt đầu phục vụ ẩm thực cho quý khách. Chúng tôi cập nhật danh sách quý vị ân nhân nhà hàng Huế ơi tặng $200. Xin cảm tạ nhà hàng Huế ơi. Kính thưa quý vị,
là một người trẻ sinh sau 1975. Các nhạc sĩ Việt khen lúc còn trong nước đã dám cầm bút để viết lên những bài hát như Việt Nam tôi đâu, như Anh là ai, nói lên tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm cũng như là phản đối sự chấn áp của công an ở Việt Nam. Và hậu quả là anh phải trả giá bằng 3 năm tù cộng sản. Trong thời gian bị giam cầm thì Việt Khang sáng tác Mẹ ơi, con sẽ về, nói lên nỗi thương nhớ của người tù lương tâm đối với người mẹ kính yêu. Những người đi tù vì yêu nước, họ chỉ mong là các bà mẹ hiểu và thông cảm cho con đường chông gai mà họ đã chọn để bảo vệ quê hương trước đại hoạn mất nước. Kính thưa quý vị, dòng nhạc đấu tranh của Việt Khang đã đi thẳng vào lòng người và được giới trẻ trong và ngoài nước hát vang lên trong những cuộc biểu tình. Và khi thời sự mới nhất cho chúng ta biết là có một người thầy giáo ở Nghệ An, Nguyễn Nam Tĩnh, bị bắt, bị khởi tố chỉ vì đã dạy cho những trẻ trong nước hát bài Trả Lại Cho Dân của Việt Khang. Điều này cho thấy là nhạc của Việt Khang nó tác động ra sao và đến tấm lòng yêu nước của giới trẻ và cộng sản Việt Nam. Rất sợ Việt Khang, thưa quý vị. Xin chào đón ca nhạc sĩ Việt Khang, hay nhạc phẩm Việt Nam tôi đâu và Mẹ ơi con sẽ về. Thầy đang dân chào, kính chào tất cả quý vị cô bác và các anh chị có mặt trong buổi tối nay. Thầy đang cầu chúc cho tất cả quý vị cô bác các anh chị dồi dào sức khỏe và có được một đêm ăn ngon miệng cũng như là thưởng thức những cái bài hát của cái chương trình văn nghệ buổi tối hôm nay. Thật là vui và hạnh phúc. Và thầy Khang cũng kêu gọi quý vị cô bác các anh chị chúng ta ngày hôm nay đến với cái chương trình gây quỹ để mà yểm trợ cho những tù nhân lương tâm ở trong nước. Thì Việt Khang cũng từng là cái người tù bởi vì yêu quê hương, thì cũng nhờ những cái tình thương của tất cả quý vị đã yểm trợ cho suốt cái thời gian mà Việt Khang ở trong tù cũng như là còn ở trong nước. Thì Việt Khang cũng mong rằng là quý vị cũng đồng hành, tiếp tục đồng hành với những anh chị em đang còn ở trong chốn lao tù cũng như là những người tù lương tâm đã về với gia đình, nhưng mà bởi vì còn bị đàn áp cho nên là cuộc sống cũng rất là khó khăn và bấp bênh. Thì Việt Khang cũng kêu gọi quý vị chúng ta tối hôm nay cũng động vòng tay để mà đồng hành và giúp đỡ cho những người tù lương tâm. Việt Khang chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Xin mời các bạn quý vị cùng lắng nghe Việt Nam tôi đâu. Cảm ơn quý vị. Thank you.
trong cái thời gian khoảng tháng 7 năm 2013, lúc đó là Việt Khang còn ở cái trại trung chuyển, nó cũng là tạm giam thôi, nhưng mà ở trên Bố Lá, Bình Dương. Lúc đó thì Việt Khang có sáng tác một cái bài hát vì nhớ đến người mẹ của mình vất vả đường xá rất là xa xôi mà đi thăm con. Thì Việt Khang cũng không có, lúc đó là mình ở trong tù thì mình cũng không có biết phải làm sao để mà an ủi người mẹ của mình. Thì Việt Khang cũng sáng tác một bài hát để mà làm quà cho mẹ cũng như là mình an ủi mẹ. Thì và mới đây Việt Khang đã cho đăng trên cái trang YouTube của Việt Khang Music. Quý ông bà cô bác có thể tìm ở trên YouTube cái kênh của Việt Khang Music. Thì ở trên đó Việt Khang sẽ đăng tải những cái bài hát mới Việt Khang sẽ làm và sẽ đăng lên trên đó. Mong tất cả quý vị xem và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe cái bài hát, cái tâm sự cũng như là cái món quà để tặng cho mẹ của Việt Khang, cũng như tặng cho tất cả những bà mẹ có những đứa con yêu quê hương, yêu đất nước, muốn bảo vệ quê hương trước cái đại họa ngoại xâm mà các con phải đi tù và những người mẹ ở nhà phải đau khổ như thế nào. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe Mẹ Ơi Con Sẽ Về. Cảm ơn. Ôi lời mẹ ngày nào giờ con
xin chân thành cảm ơn thứ trưởng Lưu Việt Khang sẽ quay trở lại. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn Việt Khang. Chúng ta có quyền hãnh diện về một người trẻ Việt Nam. Anh viết và hát với tất cả ngọn lửa trong trái tim. Và anh sẽ trở lại. Tôi xin cảm nhận danh sách quý vị ân nhân đã có trong quốc hiểm cho nhân quyền. Ông bà lệnh sư Jim Hansen, $260. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, chúng tôi trước đây nói rồi là $200. Thật ra ông đã hiểm trợ cho quý $300. Xin cảm ơn giáo sư. Ông Dennis Bùi, $160. Ông Nguyễn Văn Vi, ủng hộ $100. Ông Bùi Đức Thái, ủng hộ $200. Ở đây là một vị ẩn danh, nhưng mà chúng tôi bắt buộc phải nêu danh một người bạn rất thân của chúng tôi một lần này. Ông bà Đinh Sinh Long, $100, xin cảm ơn. Ông Cao Thắng, ủng hộ $200. Phan Dương, ủng hộ cái này 100 mà tôi tưởng là 300. Ông Bích Trâm nói là $100, xin cảm ơn. Ông bà là Xuân Trần Đình Định, ủng hộ $500. MC Bích Trâm và anh Bảo, $200. Phan Quốc Bảo, xin cảm ơn. Ông bà Lê Đạt, ủng hộ $1,000. Và chúng ta nhờ sự viện trợ của mọi thành phần tại Hải Quan, đặc biệt là ca đoàn Thánh Tâm Giáo xứ Sê Bà Quang Hà. Các em và các bạn đã đóng góp $300 cho quý, xin cảm ơn. Ông Lê Anh, $200. Chúng tôi sẽ tiếp tục để cập nhật. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu tiết mục chính cho chương trình hôm nay. Ở đây có một người Việt Nam mà chúng ta phải hãnh diện. Chính Ngài có góp phần rất lớn trong việc đốt lên ngọn lửa đấu tranh thay đảng. Và khi giáo dân đi trên đường phố, phản đối, đòi quyền tự do và hát kinh hòa bình trên đường phố. Và từ đó, nỗi sợ hãi của dân đã bị dập tắt và dân chúng và tuổi trẻ xuống đường. Tại Hải Ngoại, Ngài tiếp tục là một biểu tượng cho tiếng nói đấu tranh, kể lại những kinh nghiệm trực diện với công cương quyền cộng sản. Ngài có mặt hôm nay và đi khắp nơi trên thế giới nói lên tiếng nói đấu tranh cho quê hương, một linh mục công giáo với một trái tim Việt Nam. Trân trọng giới thiệu với quý vị người diễn giả chính Trang Nguyễn Văn Phải và đề tài Thiện tình thuộc đấu tranh tại Việt Nam. Xin cảm ơn bác sư trưởng và ban tổ chức. Nhà cháu xin kính chào cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà. Kính thưa cả nhà, là ban tổ chức nhờ cháu nói sơ sơ, nói qua qua về hiện tình cuộc đấu tranh ở trong nước và thái độ của chúng ta ở đây, nhiệm vụ của chúng ta ở đây, nghĩa là nhờ cháu nói qua qua ở trong nước anh em đấu tranh thế nào, cái cuộc đấu tranh nó diễn ra làm sao, và các bác với cháu ở đây ở hải ngoại này mình phải có cái nhiệm vụ gì. Nhiệm vụ đầu tiên là hôm nay đến đây cùng gặp nhau ở đây, cùng ăn uống ở đây, cùng nghe Việt Khang nói hát ở đây và cùng nghe cháu nói ở đây. Đấy là những cái đồng tiền. Là cháu phải nói thế này, cháu nói ngay này, trước nhất ở Việt Nam hiện nay á, từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi tới miền ngược, từ nông thôn tới thành thị, có cái cuộc đấu tranh rất là mạnh mẽ, rất là gay gắt, rất là quyết liệt, rất là bền bỉ,
đó là cuộc đấu tranh của dân ngoan. Dân ngoan khắp nước, khắp nước là dân ngoan. Cho nên đó, người ta đấu tranh để đòi công lý. Tại sao Việt Nam nó lắm dân ngoan như vậy? Việt Nam có nhiều cái vô địch. Một trong những cái vô địch là vô địch nhiều dân ngoan. Là đây này, cách đây mấy ngày, một ông đại biểu quốc hội của Quốc hội Cộng sản. Cộng sản, nói về Cộng sản bao giờ cũng nói nhẹ đi một tí và nói đẹp lên một tí. Dù nói nhẹ, dù nói hay, dù nói đẹp mà mình nghe thấy nó khủng khiếp thế này. Đấy là ông đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, vốn là giáo sư đại học. Đây ông nói, chúng ta còn bao quần đen nhuốm phủ. Tôi xin nêu mấy điểm, ông ấy chỉ xin nêu mấy điểm mà thế nào. Tình trạng xâm hại tình dục không từ già và cũng không từ trẻ. Tình trạng ném lợn chết dịch xuống sông ở đầu nguồn, không cần biết đến người ở cuối nguồn. Tình trạng đổ dầu thải làm đầu độc nguồn nước. Tình trạng khoác tâm giật dự án của công ty này cho công ty khác. Tình trạng bảo kê doanh nghiệp của người khác vi phạm và ra biên bản của các cấp chính quyền để thu hồi đất của dân, bất chấp các biện pháp, rồi dùng lực lượng mạnh khi chưa có sự phê duyệt quy hoạch, chưa tái định cư, chưa hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thậm chí là nhiều trường hợp để cỏ mọc hàng chục năm, để hàng trăm hộ dân bơ vơ. Việc rút cuộc công trình, việc lập quỹ đen sử dụng xe công bừa bãi, hàng trăm hộ gia đình vướng vào gian lận kiểm thi, tình trạng làm biêu, báo cáo hay, tô rồng, vẽ phượng còn rất nhiều. Việc đuổi việc người khác và đưa vào tù vì dám nói lên sự thật, nhưng khi tòa xử án người bị tố cáo rồi thì không khôi phục quyền lợi cho người tố cáo. Hàng ngàn kẻ, cái này ngay, hàng ngàn kẻ giả mạo hồ sơ để chiếm đoạt bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thực hiện chính sách người có công, liệt sĩ giả, thương binh giả, gia cam giả, anh hùng giả, bằng cấp giả, thương hiệu giả, sư giả, thuốc giả, vân vân, và rất nhiều thứ đều là giả, vân vân. Các bác chờ thấy chưa không? Anh ấy mới kể, anh đại biểu Quốc hội Cộng sản mới kể, nêu mấy điện thôi mà khiếp như vậy. Rồi ông tỏ sao? Nguy hiểm nhất, đó là sự vi phạm đạo đức. Sự vi phạm đạo đức nguy hiểm nhất vì sao? Vì đạo đức chính là cốt lõi, là cội rễ của bách tính. Vô đạo vô lương sẽ là nguồn gốc, tà là lòng tham, hữu là đớn hèn. Thấy đúng không dám nói, không dám bảo vệ. Thấy sai thì bao che, tìm cách diệt khẩu, thậm chí là ngăn lối dư luận. Đại biểu Cộng sản mà cứ được như ông này thì cháu cũng vỗ tay các bác ạ. Ông ấy nói sơ sơ mấy điều mà mình thấy là phản ánh tình trạng rất phổ biến ở Việt Nam, mà nêu lên được hẳn cái xấu xa độc ác tàn bạo của Cộng sản. Thôi tôi nói này, Việt Nam dưới chế độ Cộng sản là một chế độ vô pháp, một chế độ rừng rú, một chế độ man dợ, là một chế độ tham lam bạo tàn. Nó độc quyền chính trị để nó độc quyền vơ vét bóc lột người dân, để nó độc quyền bán nước buôn dân. Cho nên không ở đâu dân ngoan nhiều bằng Việt Nam. Và khắp Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản nhân danh quy hoạch này nọ để ăn cướp, không? Ăn cướp đủ thứ cả, cướp đất, cướp nhà, cướp trường học, cướp chùa chiền, cướp nhà thờ, cướp cảng cá, cướp tầm phá, cướp ngư trường, cướp môi trường sống, cướp chợ búa, cướp hầm mỏ, cướp rừng núi, cướp sĩ nghiệp, cướp mạng sống, cướp công danh, cướp công an việc làm. Đảng Cộng sản là đảng cướp, chính quyền Cộng sản là chính quyền cướp. Cho nên người ta cứ nói thế này. Ngày xưa Hồ Chí Minh ông ấy nói và bắt chúng cháu học, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không về, đào núi và lấp biển, quyết chí ác lòng lên. Bây giờ dân tình mới nói thế này, không có việc gì chó bằng đảng Hồ Chí Minh đào mồ và quật mả, vì lợi chúng làm luôn. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không về. Bây giờ dân thấy là Cộng sản làm nhiều thứ xấu cho dân đó, thì dân bảo không có thứ gì chó bằng đảng Hồ Chí Minh. Đào mồ và quật mả, vì lợi chúng làm luôn.
cho nên sống trong chế độ cộng sản, sống không yên mà chết cũng không yên các bác ơi. Sống là dân ngoan và chết cũng là dân ngoan các bác ơi. Cho nên bị dồn vào chân tường, bị dồn vào chân tường cho nên người ta mới vùng lên đòi công lý. Mà những vùng lên đòi công lý điển hình là thế nào? Là Thái Hà, là Tòa Công Sứ chúng ta, là Đồng Chiêm, là Đồng Linh, là Tam Tòa, là Loan Lý, là Bồng Sen, là Tòng Thao Lô, Vĩnh Long, là Vườn Rau Lộc Hưng, là Văn Giang, là Dương Nội ở miền Bắc, và điển hình nhất là làng Đồng Trâm, cả làng Ngoại Đạo, cả làng Cao Cộng Sản, bây giờ cả làng Thành Dân Hoan. Họ phải liều chết để tìm công lý cho họ. Và theo cháu á, dân hoan đó nó là một khối thuốc nổ, nó phá tan chế độ cộng sản bất công. Và từ cái việc mưu tìm công lý, từ cái việc mưu tìm công lý của dân hoan, nó kéo theo cái việc gọi là mưu tìm dân chủ. Đấy, cháu nói cái cuộc đấu tranh nha, là cái cuộc đấu tranh mưu tìm dân chủ, nó vừa song song với cuộc đấu tranh mưu tìm công lý, mà nó vừa đi theo cái cuộc đấu tranh mưu tìm công lý. Là vì sao? Là vì dân ngoan đi tìm công lý cho mình, cho gia đình mình, họ mới thấy nguyên nhân của những bất công là do chế độ cộng sản. Từ đó họ nhận ra rằng cái công lý của họ gắn liền với dân chủ cho Việt Nam, chuyện của mình, của gia đình mình là chuyện của quốc gia, xã hội. Cho nên họ dẫn thân tìm dân chủ. Tuy nhiên thì mình cũng biết là có nhiều người trí thức, có nhiều người hiểu biết, có nhiều người giác ngộ, tuy chẳng phải là dân ngoan, nhưng thấy chế độ cộng sản độc tài tàn bạo, họ thấy rằng chế độ cộng sản là nguồn của mọi sự ác cho Việt Nam, thì họ cũng dấn thân mưu tìm dân chủ cho Việt Nam. Bất chấp là cái việc họ dấn thân đó là nó hại cho họ và cho gia đình họ. Thí dụ như anh Trần Huỳnh Duy Tích, thí dụ như anh Lê Công Định, thí dụ như anh Lê Quốc Quân, đấy là những thương nhân, đấy là những luật sư, đấy là những trí thức rất giỏi. Nếu bình thường họ chấp nhận yên thân thì họ giàu có, họ thịnh vượng chẳng kém ai trong thế giới này. Thế nhưng mà vì nhân sĩ, vì yêu nước thương dân, cho nên họ chấp nhận mất cả sản nghiệp để vào tù vào tội, chấp nhận mất tất cả để dấn thân cho dân chủ và tự do. Nói chung cho bác biết, càng mất tự do thì người ta càng khao khát tự do, càng sống trong chế độ độc tài toàn trị thì người ta càng hướng về chế độ dân chủ. Cho nên càng ngày ở Việt Nam càng có nhiều người trẻ dấn thân vào con đường dân chủ. Mới cách đây một ngày là giáo sư Hớt Tóc, giáo sư Hớt Tóc ở Hòa Bình là anh Nghiêm bị cộng sản bắt. Rồi mới cách đây mấy ngày là một loạt các nhà đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị kết án, là điển hình là anh Phạm Xuân Hào, là một kiến trúc sư, một giảng viên đại học ở Cần Thơ, rồi những người khác như Nguyễn Hồng Nhân, Trương Đình Khang là liên tục là bị kết án. Những người đó là những người trẻ, tiếp theo 30 người trẻ khác trong những năm trước đã bị kết án. Cháu thấy là họ can đảm, cháu thấy là họ hy sinh, cháu thấy là họ yêu nước thương dân thật và sẵn sàng chấp nhận tất cả. Lúc đấy các bác nghe bác sĩ Trường đọc thơ của anh Nguyễn Đắc Kiên đó, anh là nhà báo ở Hà Nội, mà anh ấy đấu tranh cho dân chủ, mà anh ấy làm thơ rất rõ ràng. Nếu một mai tôi có vào tù, anh nói nếu một mai tôi phải vào tù thì dứt khoát là nhà tù cộng sản, ở nơi đấy giam giữ những người ngay. Xác định trước là như vậy, mình đấu tranh là có thể vào tù. Rồi một anh khác lấy bút danh là Vũ Bất Quất, anh thấy làm sao? Anh biết thế này, là chết thì chết đã sao, tù thì tù không sợ. Chết thì chết đã sao, tù thì tù không sợ. Tôi nói vì yêu nước, nói vì yêu đồng bào, chết thì chết đã sao, tù thì tù không sợ. Tù vì yêu đất nước, chết vì yêu đồng bào. Tức là các anh ấy chết trong trời vì các anh ấy khao khát công lý và công bằng xã hội, vì các anh đó khao khát dân chủ và tự do. Và mình thấy đó, đấy là hai cái cuộc đấu tranh điển hình ở Việt Nam hiện nay.
và cái cuộc hai cái cuộc đấu tranh đó nó diễn tả cái mâu thuẫn rất là gay gắt giữa nhà cầm quyền cộng sản là giai cấp thống trị với người dân này ở Việt Nam, với tuyệt đại đa số người dân Việt Nam. Cái mâu thuẫn nó rất gay gắt và bởi cái mâu thuẫn đó trong cuộc đấu tranh này còn kéo dài và càng ngày càng gay gắt hơn. Nó có cái mâu thuẫn thứ hai và cũng dẫn đến cuộc đấu tranh rất khốc liệt của người dân Việt Nam với nhà với tàu cập, đó là mình thấy rằng là dân tộc Việt Nam hiện nay với tàu cập là mâu thuẫn nhau gay gắt rồi. Bởi vì sao? Càng ngày tàu cập càng lớn nước Việt Nam, càng ngày tàu cập càng gia tăng cái việc xâm lược Việt Nam và tìm cách không tính Việt Nam. Các bác thấy, cháu cũng thấy, chưa bao giờ mình đau xót như vậy. Chưa bao giờ trong một thời gian ngắn mà Việt Nam mất nhiều biển, nhiều đất vào tay tàu cộng như vậy. Chưa bao giờ người tàu vào Việt Nam nhiều như vậy. Chưa bao giờ hàng tàu vào Việt Nam nhiều như vậy. Chưa bao giờ tàu cộng ngang ngược tuyên truyền biển đảo của chúng ở Việt Nam như vậy. Chưa bao giờ có chuyện tiền tàu tiêu tự do ở Việt Nam như bây giờ. Các bác biết là tiền tàu bây giờ tiêu tự do ở miền Bắc Việt Nam và các tỉnh biên giới. Cho Việt Nam mất chủ quyền cả về tài chính, về tiền tệ. Tiền tàu tiêu tự do trên đất Việt Nam. Chưa bao giờ mà tàu thuyền của các tàu xâm phạm vùng biển Việt Nam thường xuyên như bây giờ và trắng trợn như bây giờ. Ấy vậy nha các bác. Ấy vậy nha, tàu cộng nó vào trong nhà nó xâm lược vậy, nó lên ngang vậy. Mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có dám nói cái gì đâu. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam liệt lầm tóc mà, im như thóc giống à. Không có dám nói gì hết. Nếu có dám nói gì, gọi gì thì cũng bảo là tàu lạ, cũng bảo là tàu nước ngoài. Chỉ có dám nói như thế là cùng thôi, hèn vậy. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam suốt ngày dạy chúng cháu rằng là Việt Nam là một nước đất nước nhỏ. Một đất nước nhỏ mà thắng ba đế quốc to là Pháp, là Nhật, là Mỹ. Ấy, Việt Nam là vô địch. Quân đội Việt Nam là vô địch. Vô địch sư toàn nói phép rồi các bác. Vì sao? Cái cộng sản Việt Nam nó nói phép các bác. Bây giờ tạc tàu vào ngân ngang đầy nó có đáp nói gì đâu. Nó là hạng nhà vô địch, sợ địch vô nhà. Nó đáp nói gì đâu. Bây giờ giặc nó giết ngư dân Việt Nam, nó xâm phạm biển Việt Nam, nó ngập đi như khắp tất cả. Rồi sao nữa? Các bác đọc báo Việt Nam mà xem. Nó chống giặc một cái kiểu là gì? Nó bảo là nó đi phát 1 triệu cây cờ đỏ sao vàng cho ngư dân bám biển. Những ngư dân bám biển nó đi phát 1 triệu cây cờ đỏ sao vàng cho những người ngư dân bám biển. Nó cái cờ nó thế chứ gì? Cắm cái cờ nó lên thì Trung Quốc nó thấy nó càng bắn càng giết nữa là ngu vậy. Nhưng mà thằng cộng sản nó ngu vậy. Cho nên người dân mới điên tiết mà nói rằng là sao? Nhân cái chuyện ở Sài Gòn có một bà là giáo sư, là giám đốc cái trung tâm môi trường đô thị phát biểu rằng là ở Sài Gòn ngập lụt như vậy, mỗi nhà phải chuẩn bị lưu để chống ngập lụt lưu. Cho nên người dân mới nói được là người dân nói sao? Chống giặc bằng cờ, chống lục bằng lưu, chống giặc bằng cờ, chống lục bằng lưu. Lớn nào nói đảng ngu ấy là đảng phản động. Mẹ đấy, mẹ mẹ dân gian thì không hiểu hai. Chống giặc bằng cờ, chống lục bằng lưu. Nếu nào nói đảng ngu ấy là phản động. Nhưng mà các cháu thấy cái thằng cộng sản Việt Nam nó còn tệ hơn nhiều. Nó tệ hơn nhiều là vì sao? Vì trong khi Trung Quốc đang thôn tính Việt Nam trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đất đai, biển đảo, chính trị, Trung Quốc đang thôn tính Việt Nam, thằng ăn cướp đang ăn cướp. Mà cái thằng cộng sản Việt Nam nó bắt tay với thằng Trung Quốc. Mà cái thằng cộng sản Việt Nam nó mở cửa, nó mời Trung Quốc vào. Nó rước voi vào giày mà cổ. Nó rước voi vào giày mà cổ. Nó vẫn tham dự hội nghị hội thảo với tàu cộng. Nó vẫn đưa các đoàn của Việt Nam sang học tập ở bên Trung Quốc. Nó vẫn suốt ngày ra đả cái miệng rằng Việt Nam Trung Quốc đúng liền như trong mình trong và quan hệ với nhau theo nguyên tắc 16 chữ vàng là cái gì? Láng giềng, cái gì? Láng giềng
Không ạ, láng giềng hiếu nghị. Nó theo cái 16 chữ vàng mà Trung Quốc ban cho Việt Nam á. Việt Nam nó theo láng giềng hiếu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Nhưng mà thực tế nó nằm ngược lại, thực tế nó là láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện, lấn biển lâu dài, không tính tương lai. Thực tế nó là vậy, thực tế nó là vậy mà thằng Cộng sản Việt Nam cứ thế mà mở cửa cho thằng Cộng cộng nó vào, có chết mình không? Có chết dân mình không? Thực sự là chỉ có ai mù mới không thấy là Cộng cộng đang thôn tính Việt Nam. Thực sự là chỉ có ai mù mới không thấy là Việt Cộng đang bán nước quân dân. Phần nước lúc này theo như cháu thấy rất là mong manh. Và cuộc đấu tranh bảo vệ bờ cõi Việt Nam mình chưa bao giờ khó như lúc này. Mình như người trên lửa đốt bắt kia lên được. Mà thằng Cộng sản Việt Nam nó cứ bình chân như vậy. Vì sao? Vì nó bán nước quân dân. Nó lại quan thầy cầu cộng để nó được chức, được quyền, được lợi. Để nó tiếp tục vơ vét của dân và tiếp tục bán nước. Cho nên á, bác nào nói sao là quyền của các bác, bác nào chủ trương thế nào là quyền của bác. Theo cháu, muốn diệt Trung Cộng phải diệt Việt Cộng. Muốn cứu được đất nước Việt Nam thì phải giải thể chế độ Cộng sản. Bởi vì sao? Bởi vì á, cái thằng Cộng sản Việt Nam nó đang chống lại những người chống tàu mà. Thằng Cộng sản Việt Nam đang chống lại người chống Trung Quốc mà. Cho nên nó có người là cái chị Hồng Quý, chị biết ở trên mạng rất hay. Chị viết một bài thơ rất dài, chị bảo rằng sao? Chị bảo rằng là đi đến Nhật mới thấy rằng là tên tội phạm cũng rất lịch sự. Đi đến Ý mới biết rằng là hãng Gucci với hàng Gucci với hàng Prada còn ít hơn được tàu. Đi đến Trung Quốc mới biết là 10 người thì 9 người á là lừa đảo, còn một người đang luyện nghề. Đi đến Mexico mới biết là có thể đi sang Mỹ bằng đường hầm. Đi đến Mỹ mới biết rằng là mình có thể kiện bất cứ ai, kể cả là tổng thống nếu mình muốn. Và đi đến Việt Nam mới biết là mình yêu nước là phản động. Cho nên hỏi rằng công lý là cái chi? Hỏi rằng công lý cái chi? Chống tàu cướp đảo thì đi ở tù giống như anh Việt Nam. Anh Khang đang ở đây. Chống tàu cướp đảo thì đi ở tù. Đấy, Việt Nam biết như vậy. Cho nên trước cái tình hình đó là thế nào? Trước cái việc mà tàu cộng đang xâm lược Việt Nam, mà nhà cầm quyền Việt Nam đang xâm bán nước quân dân, trước cái việc mà dân oan khắp nước đang điêu linh, trước cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn độc tài, thì mình ở đây phải có cái nhiệm vụ gì, mình ở đây phải làm gì, cái đó mới quan trọng các bạn. Cái phường đạo tặc, cái phường ma quỷ, cái đảng cướp Cộng sản nó xấu rồi, nó đang tàn hại dân lành và đất nước rồi, thế mình ở đây phải làm cái gì? Theo cháu thấy, mình ở đây cái việc có thể làm được này, mà làm được trong tầm tay này, làm được cái chị Phong Tần đang ngồi đây đang làm cái này, đó là cái việc trước tiên đó, đó là việc truyền thông sự thật. Mình phải làm truyền thông sự thật, mình phải vạch mặt Cộng sản xấu xa độc ác trước quốc dân đồng bào và trước quốc tế. Điển hình là mình thấy này, mấy hôm nay cả thế giới xôn xao cái vụ 39 bạn trẻ ở Việt Nam đó. 39 bạn trẻ người Việt bị chết thảm trong xe đông lạnh ở bên Anh Quốc. Vì sao? Vì ở Việt Nam không có tự do, vì Việt Nam bị bóc lột, vì các bạn rơi vào trong cái đường dây buôn người do Cộng sản đứng đầu, vân vân và vân vân. Thế các bạn chết thảm, cả thế giới rủ lòng thương xót. Ấy vậy mà đài báo Cộng sản Việt Nam không nói. Tuyên giáo của Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho các đài báo rằng là Tuyên giáo Cộng sản ra lệnh cho các cơ quan báo chí im lặng, không đưa tin. Để làm gì? Cộng sản bảo im lặng không đưa tin để không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ việc và hoạt động xuất khẩu lao động. À đấy, tức là để chúng tiếp tục buôn dân, để chúng tiếp tục kiếm tiền từ dân. Chỉ có Việt Nam mới có
Cộng sản mới có cái chính sách gọi là xuất khẩu lao động, coi mỗi người dân như chúng cháu đây là một món hàng để chúng xuất khẩu, chúng lấy tiền. Các bác hiểu không? Hiểu. Nó khốn nạn rồi đấy. Nó không coi người ta là con người, nó coi người ta là một món hàng. Và nó bảo báo chí yên nhiệt để nó tiếp tục bán hàng là buôn người. Cho nên nó bắt bóc, nó bịt miệng báo chí. Bởi vì sao? Hầu hết các công ty gọi là xuất khẩu lao động đều nằm trong tay nhà nước. Và nhà nước độc quyền trên lĩnh vực xuất khẩu lao động. Cho nên truyền thông sự thật phải vạch mặt Cộng sản và hóa giải cái sự đàn áp và chụp mũ của Cộng sản, bảo vệ chính nghĩa của mình. Đấy, trong vụ Thái Hà chúng cháu, trong vụ Thái Hà với tòa công sứ chúng cháu, cháu chủ trương mỗi người dân, giáo dân là một nhà báo công dân. Cháu nói mỗi giáo dân phải là một nhà báo công dân. Ai đi lễ ban ngày ban đêm, mỗi người phải chuẩn bị một máy ảnh kỹ thuật số, một đèn pin nho nhỏ và sẵn sàng quay phim, chụp ảnh, ghi âm mọi sự. Không? Nhất là những kẻ nào bạo ngôn bạo hành phải chụp ảnh ghi âm của những kẻ bạo ngôn bạo hành để làm gì? Để giúp công an điều tra làm rõ về sau. Bởi vì chính công an nó mang vào nó quấy rối rồi là nó là cổ tội cho mình, cho mình phải chụp ảnh chúng ghi âm chúng để vạch mặt chúng. Phải mỗi giáo dân phải nhà báo công dân. Ví dụ công an vác hơi cay vào xịt trong giáo dân Thái Hà, khiến giáo dân Thái Hà nhiều người bị nứt xịt ấy. Vậy mà đài báo nhà nước á, nó tung lên là một nhà thờ Thái Hà ăn vạ, chứ nhà nước không có chuyện xịt hơi cay. Cháu để nó nói vậy rồi cháu mới chụp cái hình mấy thằng công an đang cầm cái bình hơi cay giấu sống như thế này. Lúc đó mày nói là tao mới đưa lên mặt nào đây, nó có chụp mũ được không? Báo nói thì cứ nói, đài nói cứ nói, nhưng vào truy tố chúng tôi không được, vì chúng tôi có bằng chứng người công an đang cầm đây. Rồi sao? Trong vụ Đồng Chiêm, đài báo nhà nước nói rằng là sau khi giáo dục, các đối tượng đã tự nguyện tháo dỡ thánh giá trên núi Gò. Đài báo cứ ra đã nói, lúc đó cháu mới đưa ra cái văn bản, nó đóng dấu tài liệu mật, rằng quyết định phá thánh giá Đồng Chiêm, đưa lên mạng vậy đập lại chúng. Thế là chúng tìm vạch mặt chúng ra. Và trong nói các bác cái chuyện lấy được cái văn bản đó rất hay đó. Bây giờ thì nói được rồi, mấy năm trước không dám nói. Tức là bây giờ thì hết mọi người liên quan đã ra ngoài quốc hết rồi. Lúc đó là cháu chạy đến chỗ núi Gò Đồng Chiêm, cháu đi đâu thì mấy anh theo sau đó, có cả người Vun Gió, Bùi Thanh Hiếu và anh Paul Lúc Lê Sơn. Cháu mới bảo chứ, tớ ở đây, các cậu thì chạy vào trong nhà trưởng thôn với bí thư thôn kiếm bằng được cái văn bản quyết định phá thánh giá. Theo phán đoán của tớ chắc chắn thế, nó làm ở đây nó phải triển khai xuống tới thôn xã, chắc chắn có văn bản quyết định, phải tìm cho ra. Tìm chỗ nào? Tớ ở nông thôn tớ biết, người ở nông thôn các cái giấy tờ như vậy, một là để dưới chiếu giường, ở dưới chiếu gối đầu giường, hai là để dưới cái bàn uống nước, cái đồng bằng ngăn bàn, ba là để trên cái quan thờ ngang ngang này ngồi nước với lên giòn đấy. Thế bây giờ vào trong đó tìm ba nơi đó, quay cái anh trưởng thôn đó mà hỏi vào phỏng vấn, bắt anh ấy nói thật hay thật ra. À vâng, rồi. Xin cha sẽ còn trở lại trong vòng 30 phút nữa để trả lời tất cả các câu hỏi. Và chúng tôi xin thông báo là quý vị có những câu hỏi xin viết và đưa cho ban tiếp tân. Cái phần mà hay nhất quý vị chưa nghe, tại vì cha Hải là người trả lời câu hỏi hay nhất từ trước đến nay. Và lát nữa chúng ta sẽ được thưởng thức tài trả lời những câu hỏi của cha. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho cha Nguyễn Văn Hải, một người đã đốt lên ngọn lửa trong đêm nay. Và hồi nãy tôi có nghe cha Hải nói đảng Cộng sản là một đảng cướp. Đảng Cộng sản là một đảng cướp. Vâng, thảo nào biết cho nghe lưu truyền ở trong nước một câu thơ như thế này thưa quý vị. Cướp xưa băng nhóm là nhà, cướp này có đảng có đoàn hẳn hoi. Vâng, cướp xưa thì chỉ có băng nhóm thôi, nhưng mà cướp ngày nay đã có đảng có đoàn hẳn hoi. Và chúng tôi xin rất nhanh cập nhật danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho quỹ yểm trợ nhân quyền. Ông bà Nguyễn Anh Hoàng $200, ông bà Nguyễn Đức Cường $200, bà Trần Thị Thiên Kính ủng hộ $100, hội đồng hương hội Quảng Nam Đà Nẵng ủng hộ $500, bà Nguyễn Thị Kỳ ủng hộ $100, giáo sư Trần Huy Bích
100 đô la, ông Ngô Quốc An 200 đô la, bà Chí 100 đô la, ông Tròn Vũ 300 đô la, ông Bảo Nguyễn Quang Linh 200 đô la, ông Nguyễn Thanh Hương 300 đô la, ông Viết Toàn 100 đô la, ông bà Nguyễn Trần Tươi 200 đô la, ông Nguyễn Đức Duy 100 đô la, bà Nguyễn Hồng An 500 đô la. Và chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được sự đóng góp rất quý giá của quý vị. Ông bà Nguyễn Đức Tử trước đã ủng hộ 500 và bây giờ thêm 200, tức là 700 đô la. Tinh thần đóng góp của đồng hương Hải Ngoại lên rất cao và đang đốt mọi người cho quê hương Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị, hồi nãy Trang Hải cũng miêu tả về những người tù nhân lương tâm. Cha nói là họ là những người mà chết cũng chơi. Trang rất thích cái cách miêu tả đó, nhưng mà Trang cũng có nghe một cách miêu tả khác. Trang xin đọc cho quý vị nghe. Xin dâng cho quê hương tuổi thanh xuân ngọt ngào, xin dâng cho quê hương máu xương thịt da, xin dâng cho quê hương mái ấm gia đình, xin dâng cho quê hương êm ấm duyên tình. Đó là trích đoạn các bức tranh từ của ca nhạc sĩ Đình Đạt nói về sự hy sinh lớn lao của những người tù lương tâm. Họ đã dâng hết cái gì chân quý nhất của cuộc đời để mà dấn thân đấu tranh cho quê hương. Và như lý do mà họ làm như vậy là vì họ không thể nhắm mắt làm ngơ ngồi yên khi mà người Tàu người ta qua Việt Nam, người ta mua đất xây nhà, chiếm những cái nơi vị trí rất là chiến lược về quốc phòng. Như là thành phố Đà Nẵng, người Hoa đã mua gần hết những cái sản đất dọc phi trường nước mặt. Rồi người Tàu phạm tội ở Việt Nam, thưa quý vị, thì họ buôn bán ma túy, họ tổ chức những cái đường dây đánh bạc trên mạng. Nhưng mà cộng sản Việt Nam thì làm gì? Cộng sản Việt Nam thì trả những tội phạm đó về bên Trung Quốc, không hề xét xử. Là vì cộng sản Việt Nam, thưa quý vị, vào năm 2015 đã ký kết một cái thỏa thuận dẫn độ với Trung Cộng, vâng, âm thầm ký kết không cho người dân biết. Đây cũng là cái dự luật dẫn độ mà người dân Hồng Kông, người ta đang xuống đường biểu tình cả mấy tháng nay, 2 triệu người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình vì cái dự luật dẫn độ đó. Thế mà cộng sản Việt Nam 4-5 năm trước đã ký kết với Trung Cộng cũng cái dự luật dẫn độ đó, kính thưa quý vị. Và như vậy thì biến đất nước Việt Nam thành cái nơi mà người Hoa người ta có thể qua, người ta phạm tội và người ta được trả về nước. Và như vậy thì kính thưa quý vị, đó là lý do mà tại sao những người đấu tranh cho quê hương hy sinh tất cả để mà đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Và đó là tại sao mà chúng ta thấy là như thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh hồi nãy chúng tôi nói là ở Nghệ An, một người thầy đức độ bị bắt, bị khởi tố chỉ vì dạy cho học trò hát bài trả lại cho dân. Và chúng ta có tác giả của bài hát trả lại cho dân, ca nhạc sĩ Tiến Khang sẽ trở lại với chúng ta qua bài hát Anh Là Ai và một bài hát Tùy Hứng. Một lần nữa Việt Thanh xin kính chào tất cả quý bà con bác và các anh chị. Tiếp theo thì Việt Thanh cũng rất là vui khi mà anh chị MC đã xướng lên những cái tên và có những cái phần quà, những cái phần tiền mà quý vị đóng góp cho cái quỹ yểm trợ cho những anh em, những người tù lương tâm. Thì quý vị cũng biết là như trong thời gian gần đây là nhiều người Việt Nam bị bắt hơn cái thời điểm mà Việt Thanh bị bắt. Cho nên là Việt Khang kêu gọi quý bà cô bác, chúng ta hãy động vòng tay để mà cưu mang, để mà đồng hành với lại những anh em, những người tù lương tâm. Bởi vì có cái sự đồng hành đó thì mấy anh em, những anh chị, như quý vị cũng đã biết đó là có nhiều người có con nhỏ còn ở nhà rất là vất vả cho gia đình để mà đi thăm nuôi. Thì Việt Khang cũng mong rằng là cái số tiền hôm nay gây quỹ được để giúp cho cái quỹ của tù nhân lương tâm được nhiều hơn, để những anh em, những anh chị, những người tù lương tâm sẽ ấm lòng hơn. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và tiếp theo xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe Anh Là Ai. Cảm ơn quý vị.
chúng tôi trong làng tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắt tôi bằng giọng nói thân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đau tâm làm bay xa cho tàu? Để làm sao yêu dấu? Bàn tay nào đường đầy máu đồng bào? Tôi không thể nói. Dân tộc tôi sắp bài đắm chìm, một ngàn năm hay trên nghìn năm tôi. Tôi không thể nuôi kiến, để đời sau cháu con tôi là người. Tôi muốn ở đâu, nhìn thế giới này đã không còn. Việt Nam, tôi không thể nuôi kiến, để đời chị MC cũng có nói đến cái vấn đề mà cái đại họa ngoại xâm của Trung Cộng nó đang rất là rõ rệt, rõ nét hơn bao giờ hết. Thì năm rồi thì ở trong nước cái ngày 10, ngày 11 tháng 6 năm rồi đã có những cái cuộc biểu tình của người dân phản đối cái dự luật 99 năm và dự luật đặc khu kinh tế cũng như là dự luật an ninh mạng. Thì cái cuộc biểu tình mà có nhiều người đã nói là cái cuộc biểu tình lịch sử đã diễn ra ở trong nước Việt Nam, và cái cuộc đàn áp rất là nặng nề cũng đối với những cái người yêu nước. Thì anh Trúc Hồ đã có sáng tác cái bài Đất nước tôi, còn Việt Khang thì sáng tác cái bài Nước Nam của người Việt Nam. Bài hát này, Việt Khang lấy cái con thơ đầu tiên là cái câu nói thiệu triệu cũng như là khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Cái câu thơ của danh tướng Lý Thường Kiệt thì Việt Khang, khi mà Việt Khang hát chúng bay sẽ bị đánh, quý vị phụ với Việt Khang tơi bời cho chúng ta có một cái không khí là chúng ta đau lòng để mà bảo vệ đất nước Việt Nam. Khi mà Việt Khang hát chúng bay bị đánh thì quý vị sẽ là tôi mời. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe Nước Nam của người Việt Nam. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
miền Nam, núi sông đất trời biển cao. Không ai có quyền làm của riêng ai, không ai có quyền buôn bán đồng trào. Nó thiên ngàn năm dựng nước, biết bao dân quyền ngã xuống. Tới non nước này là của muôn dân, non sông nước này thuộc về nhân dân. Giờ kẻ phù vương mắt YouTube. Vị Khang đang thực hiện những cái bài hát mà Vị Khang đã viết ở trong tù, cũng còn những bài chưa có được làm, chưa có được cho ra. Thì quý vị có thể bảo trợ cho những cái tác phẩm của Vị Khang, những cái dự án sắp tới của Vị Khang qua cái email là vikhangmusic@gmail.com. Có gì Vị Khang sẽ trả lời qua cái email đó. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn ca nhạc sĩ Việt Khang và chúng tôi xin được cập nhật danh sách của quý vị ân nhân. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng là ban tổ chức rất là vui là vì danh sách của quý vị ân nhân rất là dài và Bích Trâm cũng như là bác sĩ Trần Việt Cường ở trên này đọc từ nãy đến giờ mà vẫn chưa hết thưa quý vị, vẫn còn mấy trang nữa, cho nên rất là vui trước sự đóng góp đồng nhiệt của quý vị. Ông bà giáo sư Trần Anh $100, ông bà Nguyễn Du $100, cô bà Thượng Hoàng và con cháu $200, ông P. Nguyễn $100, cô Trisa Nguyễn $310, ông Phan Văn Bằng $110, cô Lily Nguyễn $100, ông bà bác sĩ Bùi Đắc Lộc $500, bà Hương Cao $400, ông Thuận Quỳnh $100. Và phần đóng góp sau đây cũng rất là đặc biệt, bà Trần Thị Nhuận đã giúp bán cho được 150 vé số được $300, và ông Phạm Quỳnh Tín bán giúp 350 vé số được $750. Xin cảm tạ sự hỗ trợ của bà Trần Thị Nhuận và ông Phạm Quỳnh Tín đã bán giúp được cả như vậy là cả 500 tờ vé số nữa thưa quý vị. Vâng, và bây giờ tôi xin hân hạnh giới thiệu phần chia sẻ của người diễn giả kế tiếp cho chương trình. Ông đã sinh hoạt trong những công tác để phục vụ giới trẻ trong nhiều năm qua. Ông tham gia rất nhiều sinh hoạt để mà đòi hỏi tự do dân chủ cho quê hương. Ông hiện là thành viên của quỹ yểm trợ các tù nhân lương tâm cũng như là yểm trợ cho cuộc đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam. Đề tài mà ông sẽ chia sẻ là lời kêu gọi quyết liệt đấu tranh trong thi tập Hoa Địa Ngục của nhà thơ Nguyễn Trí Thiện. Chúng ta biết Nguyễn Trí Thiện là những cái người nhân lương tâm duy nhất mà mang danh ngục sĩ. Ông đã bị Cộng sản Việt Nam bỏ tù đến 27 năm trời trong những nhà tù khắc nghiệt ở miền Bắc chỉ vì ông nói lên sự thật. Và từ trong cái đáy của địa ngục trần gian đó, thưa quý vị, những bông hoa của tự do, của công lý đã nở rộ. Và Nguyễn Trí Thiện đã làm nên những cái vần thơ rất là đánh thép để mà vạch trần tội ác của người Cộng sản từ trong thục tù. Và sau khi thoát ra hải ngoại thì thơ ông đã đến tay rất là nhiều người và từng được đề cử giải Nobel Văn Chương.
bác sĩ Trần Việt Cường là một người rất là hâm mộ thơ Nguyễn Chí Thiện. Và tôi Trần rất là khâm phục trí nhớ của bác sĩ Cường vì ông có thể đọc lầu lầu những cái đoạn thơ đầy chất máu lửa của nhạc sĩ Nguyễn Chí Thiện. Xin chúng ta chào đón bác sĩ Trần Việt Cường và lời kêu gọi quyết định đấu tranh trong hòa bình. Xin cảm ơn quý nhân và toàn quý vị. Chúng ta đến đây để kêu gọi quyết liệt đấu tranh cho quê hương Nam. Nguyễn Chí Thiện viết: Miền Nam ơi, từ thủa tiêu tan, ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn. Và nỗi thác loạn đó đang có trong tôi, đang có trong quý vị. Và khi hướng về tương lai còn mù mịt, chúng ta hãy đồng cảm với Nguyễn Chí Thiện khi ông viết: Nghĩ tới ngày mai, lòng ta tan tác, biết bao giờ lấy lại được giang sang. Chế độ này trâu ngựa sống công an, xài lang đang lập xong nền thống trị. Và ông kêu gọi: Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ, ai trái tim lân mẫn vạn dân tộc. Và những lời quyết liệt ông biết đây là một cuộc đấu tranh gian khổ và đòi hỏi hy sinh. Con đường máu là con đường giải thoát, dẫu có phải tan xương thịt nát trong lửa thiêng trừng phạt mọi yêu ma, dù chết đi chưa thấy nở bùn hoa, cũng đã sống một đời quen biển ta. Và quả thật ông đã chết đi mà chưa thấy hoa tự do trên quê hương, nhưng cuộc đời của ông đã là một cuộc đời quen biển. Chúng ta nữa, có thể nhiều người trên chúng ta cũng sẽ qua đi mà chưa thấy quê hương được người qua, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục yểm trợ cho cuộc tranh đấu tại quê nhà. Và đây là một cuộc tranh đấu đòi hỏi sự đồng tâm của tất cả mọi người. Nếu chúng ta đồng tâm hết cả, lấy máu đào tươi thắm tưới cho hoa, hoa sẽ nở muôn nhà muôn triệu đóa, hoa hạnh phúc tự do vô giá, máu con người tưới đẫm với chủ hồng. Ông nhắc cho chúng ta: Hoa hạnh phúc tự do vô giá, hàng trăm ngàn đồng bào chết trên biển khơi. Nhắc cho chúng ta: Hoa hạnh phúc tự do vô giá, máu con người phải là sự công phấn của ông của chúng ta nữa, trước thảm họa của cộng sản đã đè nặng trên quê hương Việt Nam. Và đây là một cuộc chiến tranh trường kỳ, chiến đấu trường kỳ, đòi hỏi hải ngoại không có quyền mỏ mệt. Đất nước đã xa vào một thầm trung, không phải một ngày thoát ra được đó. Con thuyền ra khơi phải chờ lộng gió, phá xích xiềng phải có sức cú đạo. Và chúng ta mỗi người có thể thành một ngọn gió để xóa sạch chế độ cộng sản trên quê hương. Và những lời quyết liệt đó ông đã cảm nhận từ sự tàn bạo của chế độ cộng sản nơi chính bản thân ông và nơi đồng bào của ông. Khi ông là một người vô tội, 27 năm trong tù khổ sai, ông biết như thế này: Mùa đông rét đang ào ào gió lạnh, đứng ngâm mình vớt cứa giữa dòng sông. Bạn bảo tôi xương xóc với gia đồng, tôi đang sống từ trại giam được đây. Điều kiện khắc nghiệt trong trại giam, chỗ tôi nằm 60 phân chiếu rộng, hai người bên một hủ một hoa đao. Bạn hỏi tôi còn biết nói sao, tôi đang sống trong trại giam biệt lập. Và ông bị hành hạ dã man, xà đêm tối chân cùn dập nát, lũ chúng tôi triền miên đói khát. Và cuộc sống lao tù làm cho ông bị hao mòn thân xác, 10 năm cấm cố tiêu dần thịt da. Rừng hoa biên giới mưa xa, thoáng kêu nức giọng xa xa trên làng. Chân đơn khôn ấm nỗi hàng, co lên đắp tấm thân tàn bỏ đi. Tiếng hoáng kêu trong đêm cũng có cảm tưởng đang khóc cho quê hương, cho thân phận và cho đồng bào Việt Nam. Và không phải chỉ có ông, nhưng cả dân tộc Việt Nam chìm trong một chế độ dã man chưa từng thấy, kinh khiếp sững sờ tê dại. Lịch sử quay tiếp vào ngược lại, thời hùng beo rắn giết công khai, hàng ngàn đấu trường mọc dậy giữa bàn mặt. Những hình ảnh đấu tố cực kỳ dã man tại miền Bắc và những hình ảnh kinh hoàng tại miền Nam, hết bỏ thân mồ tôn mồ chôn tập thể, máu trở thành sông, xương chất thành đồng, xác người tan hoang trên đại lục kinh hoàng. Không biết nó lùa nó tạt một lũ mặt người dạ thú tuôn ra, khiến nơi đồng sang, nơi bất ngô mồ mả, các hồn ma thỏa vong linh. Bởi thấy chốn địa ngục của mình còn ít nhục hình hơn dường thế. Một chế độ cực kỳ dã man
mang số con người bị tin tưởng. Cả dân tộc Việt Nam, miền Bắc, mang sống không bằng con dung con dế, đầu ngẩng lên tuy có thấy trời xanh, nhưng chân không thể nào rút khỏi vũng lầy man mọ quê thành. Và điều đau khổ nhất cho ông, cho đồng bào là biết là bên kia vĩ tuyến còn có một vùng trời tự do, có một thế giới tự do. Bên ngoài kia cuộc sống vang ẩm, sau đây vẫn âm thầm trong nấm mộ. Quất hận bùng lên bao khổ, với không gian hãy tan tành sụp đổ, cho thời gian thôi loạn khổ con người. Đồng bào miền Bắc muốn những ngày tận thế để thoát khỏi chế độ cộng sản bạo hành, và những quyền tự do căn bản nhất của con người cũng trở thành ảo mộng. Nếu ai hỏi tôi ước mơ gì trong cuộc sống, biết tôi thủ anh sẽ nói tự do, tôi đói lâu rồi anh sẽ nói ấm no, nhưng không phải anh lầm. Trên đất cộng những thứ đó đã trở thành hiến rồi. Thưa quý vị, tất cả những hành hạ dã man đó không làm ông nhụt chí, ông thách thức như thế này. Dù muôn hoặc học súng đen gì phục sẵn trên đường thiên lý, ta dám sống, ta dám nghĩ, chuyện dám làm dám sống lẽ đâu không, chuyện dám làm dám chết lẽ đâu không, ta sẽ dành cho sự thành công cửu bối cuối cùng mạng sống. Nguyễn Chí Thiện sẵn sàng chết cho tự do. Chúng ta phải hiểu trợ những người đang đổ máu trên quê hương tại quê nhà. Và ông mang một niềm mơ ước cho tương lai dân tộc. Một ngày kia chính những người trẻ trong chế độ cộng sản sẽ giải thể chế độ để trở về với quê hương dân tộc. Sẽ có một ngày con người hôm nay vẫn sống vất cùng vất cờ vất tạp, đội lại khăn tang, xoay ngang vòng nặng quan thiên, về với nghĩa đường mồ mả gia tiên mấy chục năm trường bức bách lãng quên. Kẻ bồi bùi ngùi hối hận, kẻ bồi hồi kính cẩn, ngày vòng hoa thái mộ đặt lên mộ cha ông, khai sáng kỷ nguyên tá trắng thắng cửa hỏi. Nguyễn Chí Thiện nói tá trắng sẽ thắng cửa hỏi. Thế hệ những người trẻ trong với tâm hồn trong sáng, sự thật và tình thương sẽ xá thắng được sức mạnh của bảo tàng, và toàn dân sẽ nổi dậy trong bóng đêm rè nghẹt phục sáng một mặt trời, trong đau khổ khôn lời phục sáng toàn sấm sét, cho đám người đói rét phục sáng những đoàn quân, khi vận nước xoay vần tất cả thành nguyên tử. Ngày đó quê hương Việt Nam sẽ có tiếng sáo một đồng êm ả, tình quê tha thiết bao la thay thế tiếng quân ca và quốc tế ca, là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la. Đó là ước mơ của Nguyễn Chí Thiện, ước mơ sâu xa của tất cả chúng ta. Sẽ có một ngày kèn tự do đắc thắng muôn nơi, khai mạc bình minh khôi phục cuộc đời. Ôi tôi sống và tôi chờ đợi ngày chiều chiều trái tim cùng nổ ngang trời, ngày quê hương Việt Nam sẽ có tự do, ngày nụ cười của người dân Việt Nam rạng rỡ trên mọi nẻo đường Việt nước, ngày quê hương Việt Nam tự do no ấm và thanh bình, có yêu thương nhau. Quê hương Việt Nam vươn năm. Xin cảm ơn tất cả quý vị.